Chào mấy bạn, hôm nay mình chia sẻ cái cách tập guitar không nặng nề nhạc lý nha, dành cho mấy bạn bắt đầu làm quen cây guitar. Trước khi mà vô bài á, để mình tản mạn về cây guitar một chút để mấy bạn mai mốt định hình cái cách đánh của mấy bạn, phải không? Cây guitar này á, học cả đời không hết, cho nên mình cố mình học mà chỉ cần học sao để đánh được bài thôi là được rồi. Chạy theo mấy con người mà người ta có ăn học trường lớp, với lại người ta tập học từ bé tới lớn ở trong, người ta qua nhạc viện ra, làm sao mà theo đuổi nổi người ta, đúng không? Hồi xưa đó mình có biết đánh lát xít, nhưng mà mình biết đánh lát xít mà theo thì cứ gặp mấy người guitar mà người ta có trường lớp á, suốt suốt đời mình tách dép không nổi cho ta luôn. Thà mình đánh cái dầm chờ búa và cao thủ và guitar nằm bên lát xít đó, mình đánh không hay bằng ta, nhưng mà người ta cũng phải ganh lại mình cái là dầm guitar chờ búa nó có cái tiếng chát chúa, đúng không? Tiếng đàn nó đanh nó chát chúa. Với lại mình nói mấy bạn mà hay cố chấp mà đừng có giữ qua cái gì dở quá. Ví dụ mình đã biết một cái điệu rồi mà mình thấy cái điệu khác hay hơn, nó bỏ đi, lấy cái điệu học, cố học cái điệu mới rồi bỏ cái điệu cũ đi. Hồi xưa giống như mình đánh hồn lỡ xa vào đôi mắt em, rồi và sau mình thấy có người đánh kiểu vậy là mình bắt chước người ta, mình đánh liền, bỏ cái kiểu kiểu cũ đi, đúng không? Hồn lỡ xa vào đôi mắt chiều nào xòa tông ngồi bên rèm, không, bỏ cái điệu cũ đi, dục cái điệu cũ đi, mình đánh qua điệu mới liền, không? Chứ điều cũ đã dở là mình giữ làm chi, đúng không? Điều cũ dở là mình giữ làm chi. Rồi bây giờ vô bài nha. Muốn móc được những cái điệu khó đó là trước tiên phải tập làm quen với guitar từ cái điệu đơn giản, và tập từ cái tông la. Tông la mai mốt bạn mấy bạn tập, mấy bạn amateur tập cho nó quen tông la trước, xong rồi tập qua tông re tông mi sau, rồi ba cái tông này tập cho cứng đi, hiểu không? Trước tiên tập tông la rồi giờ đánh xì lô, cái điệu móc của nó dễ để cho mình làm quen tay á, mai mốt mình lên những cái điệu khó giống mấy điệu hồi nãy á, là lúc đó mình quen tay rồi, bắt đầu mình móc nó dễ, phải không? Rồi nhiều bạn không chú ý là biết đâu cách cầm phím, cách cầm phím đàn, ngón út tì vô cái thanh, ngón út tì vô cái thanh để nó tạo không gian ba chiều. Mai mốt lỡ mình có quay đi đâu, khi mà quen rồi ngón út nó có điểm tì, lúc đó nó tạo không gian ba chiều, nó lên xuống, mấy bạn biết không? Đó, nó út tì vô rồi mình đánh, không? Mà mình đánh vậy nó còn được cái lợi thế nữa, những cái tiếng đàn đánh như đây nó chét chúa lắm. Mấy người guitar lắc chuyên nghiệp á, mình không lại người ta, nhưng mà người ta cũng không có được cái tiếng chét chúa như mình, đúng không? Đó, lợi thế amateur chạ búa nó là vậy. Rồi giờ vô bài nha. Tập móc điệu xì lô chứ, từ tông la, đúng không? Từ tông la, hợp âm của tông la nó có 6 gam, mấy bạn có thể tham khảo bên Google tông la nè, xong tới tông re, đi vòng hợp âm á, son chưởng, đô chưởng, pha chưởng, mi bảy và lại la, hết một vòng hợp âm, đúng không?
ở vòng hợp âm của la nè, là thứ nè, ra thứ nè, son chưởng nè, đô chưởng nè, pha chưởng nè, đúng không, pha chưởng nè, mi bảy nè, rồi về lại la. Rồi giờ mình vô cái tập đánh móc dây nè, đi theo cái vòng hợp âm đó, móc dây coi như tập cho nó quen luôn cái vòng hợp âm nha. Ngón áp út tì vô cái thanh đàn nè, à ngón út nè, ngón út tì nhẹ vô cái thanh đàn, tay bấm tông la đánh dây la, rồi vuốt xuống một hai, móc dây cuối lên đánh dây hai, đánh dây ba, xong đánh là dây la, rớt xuống vuốt xuống một hai, móc dây cuối đánh dây hai, đánh dây ba, rồi đánh lại dây la, vuốt xuống một hai, móc dây cuối đánh dây hai, đánh dây ba, rồi đánh dây la. Khoan chuyển gam nha, đối với mấy bạn là đang tập làm quen á, mình cứ bấm cái tông la xong mình đánh đánh mà cho nó quen đi rồi mới bắt đầu là chuyển gam theo cái vòng âm, tập hoài vậy luôn. Tập hoài cho nó quen, khi mà nó quen rồi á mấy bạn bắt đầu tập chuyển chuyển vòng hợp âm la re son do fa mi về lại la, đúng không, la đánh gì la, vuốt xuống một hai, móc dây cuối đánh dây hai, dây ba, chuyển ra đánh dây ra, vuốt xuống một hai, móc lên đánh dây hai, dây ba, ra vuốt xuống một hai, móc lên đánh dây hai, dây ba, đúng không. Rồi giờ muốn chuyển chuyển qua son chưởng, ngón tay bên trên bấm son chưởng đánh vô dây son, đánh vô dây son nè, lại vuốt xuống một hai, móc dây cuối dây cuối đánh dây hai, dây ba, son vuốt một hai, móc dây cuối đánh dây hai, dây ba, rồi đánh qua đô, tay bên trên bấm đô đánh vô dây đô, vuốt xuống một hai, móc dây cuối lên đánh dây hai, dây ba, đánh vô dây đô, vuốt một hai, móc dây cuối lên đánh dây hai, đánh dây ba, rồi đánh đô, vuốt một hai, móc cuối đánh hai, đánh ba, rồi qua pha, đánh dây pha, qua pha một cái gam pha, tông pha một cái gam pha là mình đánh dây pha, rồi vuốt xuống một hai, móc lên đánh dây hai, dây ba, rồi đánh là dây pha, vuốt xuống một hai, đánh móc đánh dây hai, dây ba, ba. Muốn cho tiếng đàn nó thanh á, bấm cái gam pha mà gam tắt á đó, gam tắt mày đánh cái tiếng đàn nó thanh, à, tiếng đàn nó chắc, không nè, pha bấm tắt nè, mấy bạn tham khảo Google nè, bấm pha bấm dây này, bấm hai dây này, thấy không, gam tắt đó, gam tắt của pha đánh, rồi đánh vô dây pha bấm đây là nó chắc tiếng đàn, phải không. Rồi lên mi, mi nè, mi bảy thì lại đánh lên mi bảy, vuốt xuống móc dây cuối
đánh dây 2, dây 3, đánh mì, vuốt 1, 2, móc, cuối 2, 3, mì, vuốt. Rồi qua la, đánh dây la, về lại la, đánh dây la, vuốt xuống nữa, vuốt xuống, 1, 2, móc cuối, đánh dây 2, đánh dây 3, la, móc, vuốt, 1, 2, móc cuối, đánh dây 2, đánh dây 3, đánh dây la. Rồi nha mấy bạn, cái vòng hợp âm á, la, re, son, vòng hợp âm la, thứ, re, thứ, son, chưởng, đô, chưởng, pha, chưởng, mi, bảy, và lại la. Rồi mấy bạn lại đánh lại cái vòng hợp âm nữa, la, thứ, ra, thứ, son, chưởng, đô, chưởng, pha, chưởng, mi, bảy, và lại la. Cứ tập vậy hoài cho nó quen nha, tập cho nó quen tay luôn, quen móc, quen tay luôn. Rồi lúc đó mới tập thêm một cái nữa là nhảy tùm lum nha. Nhảy tùm lum có nghĩa là làm sao? Mình bấm tông la, rồi trong đầu mình nghĩ cái game nào mình nhảy cái đó, thì mấy cái móc hồi nãy mình chỉ rồi đó, thì mấy bạn móc theo vậy thôi đúng không? La nè, trong đầu mà vừa nghĩ ra mi 17, nhảy lên 17, nghĩ ra nhảy qua ra, nghĩ qua pha, nhảy qua pha, son, nó nghĩ son, nhảy qua son, nghĩ la, nhảy la, nghĩ ra, nhảy ra, nghĩ mi, nghĩ mi. Coi như là mấy bạn trong 6 cái game của tông la đó, trong bộ hợp âm của tông la, mấy bạn nhảy tùm lum luôn. Tại vì nhạc sĩ người ta thích nhảy cái kiểu nào thì kệ người ta chứ đúng không? Đâu có người ta theo cái nguyên tắc nào đâu, đúng không? Nhảy tùm lum luôn nha, nhảy tùm lum cho nó cứng thì cứng vô, đừng có nhảy bài. Học guitar kỳ nhất là cái nhảy bài á, bài đầu mà chưa cứng là cứ nhảy bài sau là mình đó, tập cho cứng cái móc với là nhảy nhảy theo vòng hợp âm, xong rồi bắt đầu tập qua cái nhảy tùm lum đó, dành cho mấy bạn mới tập làm quen cây đàn mà bắt đầu tập đánh móc á. Mới tập thì đừng có móc vội, chỉ bấm chết tông la, rồi tập cho nó quen cái cách móc dây của tông la đó. Mà tay móc với bấm tâm la chết chỗ đánh quen rồi, lúc đó bắt đầu mình tập nhảy vòng hợp âm, nhảy vòng hợp âm quen rồi đó, bắt đầu tập nhảy búa lô xô. Rồi khi xong rồi mấy bài sau rồi bắt đầu mình chỉ cách thêm bass, rồi thêm kỹ thuật, thêm những cách đánh khác rồi, rồi bắt đầu cái điệu đàn nó hay lên đúng không? Điệu đàn nó hay lên, giờ cứ tập vậy đi. Nhớ nha, cái này mà tập cho nó cứng thì cứng á, mai mốt mấy cái điệu khó, mấy điệu khó bắt đầu mình mới tập được. Mà ba cái dòng mà guitar mà dây nè, móc dây nghe nó mới hay, mới liêu chai. Mai mốt cũng chỉ mấy bạn đánh mô đẹp để mấy bạn pha vô, phải không? Bỏ ba cái bữa nào mình thấy dở quá, mình cũng vậy. Hồi xưa mình biết đánh kiểu này ok, xong rồi mình thấy cái nào dở, mình thấy cái kiểu nào hay hơn mình bỏ cái dở đi. Không, hồi xưa mình đánh điệu La Habana đi đúng không? Hồn lỡ ra vào đôi mắt em, hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào làm
tống tòa bên đêm. Rồi và sau ví dụ vô tình mình thấy có một người người ta đánh cái kiểu này nó hay hơn, rồi mình tập cái kiểu đó xong mình bỏ cái kiểu này đi. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nào xòa tông ngồi bên rèm. Không, kiểu này hay hơn, bỏ kiểu kia đi. Móc cái này nó nhìn nó vời chứ móc được cái kia thì qua cái này nó dễ lắm. Thôi bye mấy bạn nha. Rồi chúc mấy bạn luyện đàn vui vẻ nha. Rồi bài sau là mình chỉ cái cách thêm bass. Bài sau mình chỉ ba cách thêm bass nữa nha. Thôi bye mấy bạn nha.